Toyota Yaris Cross có thể nói là một trong những mẫu xe mới được mong chờ nhất tại Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Cách đây không lâu, một số đại lý đã hé lộ thời điểm chỉnh làng của mẫu xe này ở Việt Nam là tháng 8. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ đại lý, thời gian ra mắt dự kiến của Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam là tháng 9 năm nay. Hiện các đại lý cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B này. Theo đại lý, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ hai phiên bản là máy xăng và hybrid. Giá xe dự kiến sẽ dao động trong khoảng hơn 600 triệu đến hơn 700 triệu. Trước Việt Nam, Toyota Yaris Cross 2023 đã ra mắt tại hai thị trường Đông Nam Á là Indonesia và Campuchia. Tương tự Toyota Innova và Wigo thế hệ mới, mẫu SUV cỡ B này cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA của Daihatsu Toyota Yaris Cross 2023 có kích thước nhỏ hơn đàn anh Corolla Cross đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.310mm, chiều rộng 1.770mm, chiều cao 1.615mm, chiều dài cơ sở 2.620mm và chiều cao gầm 220mm. Với kích thước này, Yaris Cross 2023 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda HR-V, Hyundai Creta và Kia Seltis tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam. Trong khi đó, tại Indonesia, xe được trang bị đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn chào mừng, vành hợp kim 17 in hoặc 18 in, đèn hậu LED kết hợp halogen và cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong là nội thất 5 chỗ ngồi được bọc ra hoặc nỉ, tùy phiên bản. Những trang bị nội thất nổi bật của xe ở thị trường Indonesia gồm có ghế chỉnh điện, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ, với màn hình đa thông tin TFT 7 in màn hình cảm ứng trung tâm 9 âm 10 in, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, rèm che nắng chỉnh điện, khởi động máy bằng nút bấm và camera hành trình. Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu camera 360 độ, cũng như gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát vận hành chân ga và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Yaris Cross 2023 sẽ là hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng với 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng với 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm hộp số ECVT, cũng như pin lithium ion. Nhiều khả năng khi về Việt Nam, Toyota Zaris Cross 2023 có thể sẽ bị cắt một số trang bị so với xe ở Indonesia để giữ giá bán cạnh tranh. Ngoài ra zaris Cross, trong năm nay, Toyota dự kiến còn giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của Corolla Antis và Innova thế hệ mới tại Việt Nam. Xe cộ